Samarian. Soi quân vâng, bên họ là Fogata. Soi thế thì Fogata thì soi quân phát đầu một. Fogata hit Roman. Thế bên họ cũng được đấy, không phải xấu đâu. Bên mình Chip Boy là người cầm Summer. Truy mệnh Roman. Kata là của No 1 và cuối cùng Hoàng Anh. Người cầm AC, như vậy quân cân chặt chặt. Bằng quân từ AZ luôn. AC thì cân với hit. Vâng, nhưng mà map hình như đang hơi ảo đó, không biết nó phải fix chưa. Bây giờ có Fo, Fo thì cân với Summer. Fo nhỉ một chút. Thôi cân thôi. Không vấn đề gì cả. Mong biết fix map chứ nhỉ. Sao thấy map nó ảo thế nhỉ. Phần khả năng sẽ có kẹp xong tới nhà 16 và nhà 17. Và sẽ có một nhà ở trên 12 giờ. Nói chung là thế bài nó lằng hoàng lắm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đây là màn hình máy của Truy Mệnh. Bằng một mình một nơi. Một bầy hiêu. Cho nên quân mình xấu một chút. Bên họ 100, bên mình 90. Thôi cố gắng. Ờ vâng, và bây giờ thì cái hệ thống chuyển ép coi chúng ta cũng đã sử dụng được rồi. Và bạn nào muốn chuyển thì các bạn có chuyển bình thường. Vâng, để test thì các bạn có thể chuyển thử ở gầm ai của mình, chú rơi 21a@gầmai.com, để thử xem cái hệ thống nó có ổn định hay không. Vòng bài của Trì Mệnh đang khá đẹp nhưng mà vẻ con voi đang cực kỳ bướng. Vâng, bướng là phải giết. Vâng, ngoan thì anh còn thương. Vâng, bướng là phải giết luôn. Đúng rồi. 21 dân, một bài mà không quá sớm của Trì Mệnh. Vâng, đề nghị các bạn nào mà xem màn hình máy bên kia thì không nên comment ở trong chat. Chúng ta sẽ mất đi cái độ thú vị của game đấu. Và ông mất đi cái tính công bằng. Quay trở lại máy của em thủ Chip Boy. Samurian bài cực khung. Mặc dù nằm ở đầu cánh nhưng bài của em đang cực khung và cực đẹp. Dân quả đang đứng quay tay. Vâng, như chưa đủ đồ thì phải. Vẫn thiếu đồ. Có bẫy quả rồi nhưng mà không phải một bẫy quả. Một bẫy quả này không đủ Chip Boy lên đời. Mới chỉ có một bs thôi. Khả năng phải làm ơi hiểu đây rồi. Tươi. Một chiếc bs và sẽ ăn ở. Không, như vậy là hình như là không đặt cạnh bãi gỗ. Đúng là không đặt cạnh bãi gỗ luôn. Chip Boy muốn khung lại nhưng mè mình lại. Một bài mà lên muộn. Sẽ lên muộn. Này, sướng thế nhở. Đây Truy Mệnh này. Đây No 1 này. Vâng, 26 dân của Văn Lớp. Văn Lớp là người đánh cung. Và bên họ nghe nói là bài khá ổn. Không phải bài xấu. Vâng, dâng dâng lên, vâng đi sát vào nhau để tránh tình trạng gặp sư tử. Thì 2v1 luôn. Đáng lòng nhất là cái tình trạng mà gặp hai sư tử thì bó tay. Vâng, 4 lên đời rồi. 4 lên sớm thế hả rồi. Ôi trời, Hồng Anh ngu rồi, kích cũng siêu sớm. Vâng, AC kích đầu 10. Vâng, Fiber rất khủng khiếp của Hồng Anh. Kích, như vậy là 10 bao nhiêu đấy. Ôi trời, còn 10 không mấy cơ. Vâng, AC còn 10.02 cơ. Rất tởm đến từ Hồng Anh.
Quay trở lại với chip boy. Ôi từ chip boy ngày mai lên đời thôi xem ông khác. Để chị mệnh cũng đã kích đời rồi, khoảng tầm 10 rưỡi. Còn ăn hiêu kìa. Ôi thế vậy thì thôi. Không ăn hiêu này. Hình như là có, chúng ta cùng xem nô 1 để nô 1 có thể chém các nhà kẹp xăm. Nô 1 đánh là ở đâu đây? Thế như vậy là chưa thấy nhà kẹp đâu, nô 1 đã cắt một dân đi rồi. Mà hình như là không có thì phải. Còn có mộ 4 chọc Hồng Anh. Muốn là người lên sớm nhất bên họ. Nô 1 bắt đầu đi dâng lờ. Nô 1 khá khỏe đấy, chúng ta xem màn hình máy khác. Để Hồng Anh vừa bị dò 4 chọc và mất 2 dân. 25 cộng 1 phải là 26 cơ. Nhưng đây còn 24 thôi, mất 2 dân rồi. Cánh kia thông báo là có một người đánh. Nhưng mà đấy, có mỗi mộ 4 thôi. Cẩn thận cái ruộng. Mặc bộ bài lên khá sớm nhưng mà hơi khó. Để truy mệnh. Một truy mệnh đối đầu với mùa 3. Mùa 3 chưa đời này. Được, đang cố gắng trong mùa 3 đấy. Vòng bị mùa 2 chọc vào. Cái này mùa 1, mùa 2, mùa 3 luôn. Cái này đúng là 3 nhà. Còn khó ôm lắm. Bài mùa 3 bò kín hết điểm làm ăn rồi. Lờ thứ hai. Đây là Katayan của No 1. Chưa chém nhà nào. Còn khả năng là phải đi xuống dưới rồi. Hoàng Anh đi thẳng đến 12 giờ nhá. Mà hình như là ông 14 trên 12 giờ thì phải. 4 khỏe lắm. Bài Hoàng Anh lên siêu sớm nhưng mà đang bị quấy rối rất nhiều đến từ 14. 4 khỏe thế nhở. 2L vẫn đang đều. Sương rồi. Đây là mùa 2. Mùa 2 đúng là ở trong cánh. Cánh bên này và dâng lờ trong cánh bên kia. Và Hoàng Anh đi ăn quả. Nô 1 vẫn đang khỏe nhưng mà chưa chém được gì nhiều. Đây là Hoàng Anh. Vẫn giữ được cái tham 31 của mình. 4 hình trên 12 giờ ấy. Đi thử vào một con quà lên xem như nào. Quái quả thật. 4 chém khó chịu thật đấy. Vẫn đi tơn cung luôn. Không thủ nhà nữa. Thủ mãi cũng chết thôi. Quyết cung R chưa giáp. Mà chém họ là chém Roman. Sự phát triển rất khinh khủng. Rồi, về được cái E. Có phù. Nó một khả năng tạt một tên 12 giờ đi. Ồ, 4 chưa bánh xe này. Ồ, thì vậy một bài mà trâu cố gắng trâu những con chéo của mình. Mà không có bánh xe. Bay gỗ anh. Bay gỗ. Vòng 3 chết luôn rồi. Truy mệnh. Vâng, như vậy truy mệnh đang chém vòng 3 rất tốt. Tham không quá to nhưng ôm bon vòng 3. Thế vậy thế trận vẫn đang cân. Đây rồi. Vẫn rất đông lạc đà của nó 1. Nó 1 bắt đầu bị mùa 2 vào chặn. Đâu thế mùa 2. Bãi vàng mùa 2 ở đâu? Chip boy gì anh thủ trong trận đấu này thôi. Rồi, chip boy đang khá to đây. Đây là truy mệnh. Đây là Hồng Anh. Vâng, thằng Mai nhận về thì mình đang đè. Ơ thế tươi. Vâng, nhìn chém lưu tiêu nó mà cũng đè ta. Thế tỏ bên họ còn yếu hơn bên mình cơ. Tươi thế nhở. Hồng Anh đang có một bài ăn hoang AC. Khi mà cầm AC ở đầu cánh. Mô 2. Bãi vàng 2 đâu nhở. Bãi vàng 2 đâu đấy. 2 chết rồi. Thế đi xuống dưới thôi. Ôm 1 kìa. Đi xuống dưới đi. Xuống dưới đi. Vâng, chém lốt cái vàng xong đi xuống dưới luôn. Chém lốt vàng xong đi xuống dưới nhá. Vâng, nó một có khoảng hơn 10 con lạc đà. Hoành, đây rồi. Có ai quân vào nhà 1 không nhỉ? Một cầm phô thôi. Vâng. Đây rồi, tươi đấy. 17 truy mạnh đây luôn. Và ốp được đấy. Chơi đi. Hồng Anh vẫn đang sóc đều những con của mình. Bắn những cung vào trong. Bắn cung vào luôn. Đừng họ phải e rồi. Đúng rồi. Vào đi. Truy mạnh ơi. Vào nhà. Đúng rồi bạn. Có ba ở đây, nhưng ba không đông đâu. Chờ thì làm sao vào được. Bây giờ họ kín nhà rồi. Có khi phải lêu chờ là nhà mùa 1. Mùa 3 vẫn đang, mùa 1, mùa 3 đang đỡ cho nhau. Có thể giết mùa 3 trước đi.
Ôi, còn gì không nhỉ? Chết luôn, giết luôn ba đi. Có Summer của Chip Boy, một là đẩy quân, hai đào vàng lên 4 sớm em ơi. Ở bên họ yếu lắm rồi. Đây là Hoành, và Hoành khỏe lắm. Vâng, tôi ốp cho ba, đừng để nó, đừng để thả diều. Quay lại đi. Quay lại bắn cái hốc của MOA. Đừng để họ thả diều. Rồi, vào bắn cái hốc này đi. Vâng, giết được MOA xong rồi làm gì thì làm. Vừa đấy xong cho ông mùa 1 chơi. Ông mùa chỉ là người cầm phô thôi. Vâng, đây đây, bắn cái thằng ấy. Ôi giời ơi, chạy đâu đây. Vâng, khó lắm. Ôi, bắn chém chém ấy. Vâng, bắn ra anh em. Vâng, MOA vẫn đang thể giảm thả diều khá tốt. Vâng, 2 sti. Vâng, vẫn tiếp tục đẩy cung lên. Vâng, bắn. Vâng, giết mỗi bà bên cái mùa 1 cầm phô mà. Phô thì không có cái vẹo gì cả. Kể cả phô lên 4 luôn. Đừng vào nhá. Diện dữ rồi. Vậy như đang, vâng, tham đang đè. Tham đè nhưng mà tham hộ cũng không đè quá đâu. Và đang cố gắng công dãy nghe. Vâng, bây giờ thì đang đứng trên dốc. Vâng, đây là cung AC nữa. Xong mùa 3 vẫn sóc đều cung thế nhỉ. Ơ, quay lại đi, không anh mất quân này. Có vào không? Hoành đang mất quân đấy nhá. Vào không? Thế là không vào. Thôi đi quản đi, bình tĩnh thôi. Thế vậy là không ốp nhưng mà 1. Nhưng mà vẫn có cửa, cứ bình tĩnh. Khi mà bên này thì chip boy. Chúng ta quay chip boy, chip boy là nhà khỏe nhất bên này. Vâng, đang chỉ chém cái gì em ơi? 1-2 đông thế nhỉ? Vâng, 2 chắc chỉ còn kích lạc đài thôi. Cẩn thận nhá, khả năng bên họ ốp đấy. Chắc là họ sẽ ốp thôi, bởi vì nó không ốp thì phô lên 4 thì chả có cái cửa gì đánh Summer cả. Đây mùa 2 rồi. Vâng, cứ bình tĩnh thôi, chứ còn cái 4 sớm đâu. Bên họ 1 cũng không phải là quá khỏe. Vâng, bắt đi em ơi, bắt đi. Vâng, bắt được đây, họ sao dám ra. À, để ý nhá, không biết mùa 1 đi quân chưa. Chưa đi quân đâu. Chưa thấy đi quân. Vâng, anh nhìn vào bản đồ cho. Khả năng phải tăng A đấy. Tăng A đi. Vâng, đứng ra ngoài mà bắt quân. Nhanh lên, cần 400 thịt, 200 vàng. Thịt. Và khả năng phải về quân đây luôn đấy nhá. Khả năng phải về quân luôn đi, về quân luôn đi. Có làm một con ca ta không? Sóc quân em ơi. Đứng hết bên trong đi. Lùi hết rồi đứng bên trong. Chuẩn bị đến rồi. M1 đang đi quân giữa bản đồ. Đây sẽ tấn công cuối cùng như nó. Nếu như bên họ không công được thì khả năng bên mình sẽ thắng luôn. Còn nếu bên họ công được thì cũng chưa theo một lần. Vâng, quân về hết đi. Truy mạnh không về à? Thế truy mạnh đi móc. Đây rồi, No 1 đang về rồi. Hồng Anh cũng đang về. Hồng Anh kham không quá to. Thôi cứ ba được bao nhiêu thì được. M4 đang hồ lại trên 12 giờ. Quay trở lại với chip boy. Vâng, vì họ đồng lắm. Đồng lắm đấy. Vâng, liệu họ vào động có khi đen trước BS di chuyển cho dễ em ơi. Vâng, đồng lắm nhá. No 1 cẩn thận đấy, No 1 cẩn thận bị bắt. No 1 đi cẩn thận đấy. No 1 đứng bên ngoài rỉa đó. Không lên đâu. Xót. Lửa. Rồi. Xóc ấy. Ơ, tơn này gỗ vào mắt. Vâng, mình đứng dàn quân đẹp lắm, yên tâm. Vâng, dàn quân đẹp lắm. Rồi, mắc bêu. Xót đi. Hay giờ lửa, giờ lủng thì cũng được. Xóc quân. Mùa 3 lủng nhà. Chi vậy, đây rồi. Vâng, chi vậy lọt một tơn rất tốt. Vâng. Mùa 3 một lủng nhà luôn trong tơn này. Và không ôm được. Không được. Vâng, bắn chặn chưa ra. Bắn chặn chưa. Đang không có vàng nhá. Ai có vàng cho chi bo nhá. Rồi,
Tươi lắm. Vâng, khó rồi, bên họ khó rồi. Summer lên 4 cơ mà. Vâng, bây giờ va đến thì quá muộn. Vâng, hit không lên 4 đâu. Bị lò một tơn lên sao? Vâng, Tham đang vòng ngược lại. Tham bây giờ vẫn đang cân thôi, nhưng bên mình có người lên 4. Một 4, 12 giờ. Vâng, có cần chip boy, con chip boy để một tơn 12 giờ không? Thế vậy thì để thẳng 1. Vâng, để thẳng 1 được. Mình để 4 cơ mà. Rồi, chúng ta quay trở lại chip boy. Vâng, bắt hết cái cùng này thì một lấy cái gì đỡ nhà. Úi giời, bắn chuẩn rồi. Bắn chuẩn rồi, Văn Lớp ơi. Vâng, 4 lại lủng nhà. Vâng, Tham không có cửa. Ôi, đẩy thôi. Đỡ cái gì ấy, đỡ bằng cái gì. Vâng, đi quân cẩn thận nhá. Chuẩn bị ốp này. Màu A thì đang cố gắng vo ve nhà của chip boy. Nhưng mà khó lắm. So đi. Cẩn thận nhá, lạc đà là 2 đông đấy, lạc đà là 2 đông đấy, không ít đâu. Vâng, có ai có quân không về đây? Có ai có quân không về đây? Nó một còn không? Vâng, làm thì không có. Thế vậy tơ này chỉ có một mình chip boy ốp thôi. Có từ từ lại một tơ được không? Hot đông đấy. Lạc đà đông đấy. Vậy cái gì vậy? Vâng, bắn dần con lạc đà, đúng rồi. Vâng, thiêu tơ này cũng được. Thiêu cho họ hết những con lạc đà và tơn sau mình để lên thì họ chả lấy cái gì nữa cả. Vâng, một thế đứng quân cực đẹp của chip boy. Và lạc đà không vào được. Đang thiêu cực kỳ nhiều. Mỗi bên họ buộc phải thiêu ông tơn này. Vâng, mà đông thế nhở. Vẻ hơi đông ấy. Lùi lại một tơn. Màu 4 vẫn đang rất đông như con chém. Vâng, tham lai thì bên mình thì đang có nhà đối 4, nhưng bên họ đang rất nhiều nhà đang quản. Quay tham 13 thôi. Quay cần phải hồi lại. Rồi, tươi. 4 vào đây thì giáp 6 có rồi. Vâng, bắn đi. 4 đông thế nhở. Giáp 6 rồi, không xoắn được tên này. Vâng, đang bị quản vàng cực gắt đến từ game thủ của Hà Nội. Vâng, tham này mùa 1 đã lên xong 4. Mùa 1 là chỉ là người cầm phô thôi. Bên kia mùa 1 chỉ là người cầm phô thôi, không đáng lo lắm. Nhưng mà tôi đang lo cái mùa 3 này. Ông mùa 3 khả năng lên 4 rất là cao này. Dừng voi với Summer sao tôi không nghĩ nữa. Đến một cái bài quá hay. Vâng, có dồn một tơn lên hot thần hay không? Vâng, đang tiếp tục vẽ ruộng. Vâng, có ai về nhà chip boy hồi này, đất rộng lắm. Vâng, thế trận thì bây giờ thì chắc là một sẽ đánh. Vâng, có thể đánh đạp đôi, hoặc là có thể giờ đánh cùng rờ lửa kẹp đạp đôi. Cũng hoặc có thể dâng voi, chứ biết thế nào, tùy theo Văn Lớp thôi. Và tôi nghĩ là Văn Lớp sẽ đánh theo kiểu mà đánh đạp đôi để đánh lấy cái thế công. Sau thì bơm cho Hitty của nhà mùa 3 lên 4. Nhưng bây giờ chip boy đang cố gắng bắt những đơn vị đi quân đi quản của đối thủ mùa 3 cũng như mùa 1. Vâng, có thịt không nhở? Phải lên hot thần cơ, hot thần nó mới khác biệt. Hot thần khả năng ô phát chết mùa 1 luôn đấy. Vâng, làm tầm 3 kích đi vào thì vâng, bên mình đang đè lên. Mùa 1 đang nhỏ lại. Vâng, cứ để chứ boy để thôi, cứ từ từ thôi. Dồn lực nhá. Mùa 1 đang bắn bãi vàng. Đấy, mùa 1 đang bắt đầu ở đây. Nhưng mà nhà chip boy là một thế mạnh mà có rất khó thể công. Nhất là đạp đôi, rất khó công bằng.
Ủa trận này khỏe thế nhỉ? Kích hot chưa nhỉ? Vâng, như là chưa hot, kích hot thần. Lượng vàng đang rất ít. Summer đào vàng rất tù. Cứ từ từ thôi. Họ đang muốn đạp nhà của Hồng Anh trước. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Chuẩn bị kêu thần. Ai có vàng không? Bơm chip boy tí nào. Ai có vàng nhỉ? Ai có vàng không? Cho chip boy tí. Kích 800 vàng đúng không? 800 vàng và 1.800 thịt. Kích được chưa? Có thần ra động. Bên kia một chỉ là cái người mà ông ấy đi gọi đi vo ve thôi. Chắc chắn là không thể nào mà ốp chết được chip boy. Vâng, đang đi quản. Rất gắt. Khả năng phải ốp đấy, không ốp được không thắng đâu. Ờ, cái gì sắp lên đồ bị bắt kìa. Đẩy đi, sắp lên xong hot thần rồi, đẩy thôi. Chưa hot thần đâu. Sắp lên rồi. Truy mệnh Roman, vâng, truy mệnh đang hồi rất là khỏe. Một Katha nữa và một AC. Vâng, chip boy đẩy quân thôi. Để quân thôi. Màu ma khả năng ở trong nhà 1. Bình tĩnh thôi. Đẩy được. Đạp đôi phô được có cái gì. Sao phải xoắn. Hot thần không phải xoắn. Vậy em nhá. Đi vậy em ơi. Rồi. Dí luôn đây. Dí. Vâng, dí 2-3 cái hot vào mồm. Vâng, chỉ sợ mùa 3 là đánh pháo thôi. Tôi nghĩ từ này sẽ ốp được. 3 là hitty. Bắt đầu đi đẩy. Vâng, chơi đi. Có thần chưa nhỉ? Thần ơi, thần em ơi. Dã đi. Chơi đi. Rồi bắn đi. Ủa đông thế nhở. Đập đôi phô. Bên kia hit bắt đầu lên 4 rồi. Vâng thôi bơm đồ Roman 4 đấy, không vấn đề gì cả. Họ đập đôi phô đấy mà. Hit lên 4 thì sao. Kích luôn đi. Vâng, thế trận sẽ đưa về một đạp đôi phô cộng với một hot thần hit đối đầu với một hot thần summer kẹp một đạp đôi Roman. Bên mình có khi đời 4 còn khỏe hơn cơ mà. Không xoắn. Bên mình đời 4 khi khỏe hơn. Bây giờ chip boy cần phải đi ăn vàng. Vâng, quan trọng là vì ăn vàng và quản thật là tốt. Đi hot giữa bản đồ đấy mày. Đi hot ra ngoài bản đồ đi, đứng ở nhà làm gì. Ở bên họ phô đang khá đông nhưng mà tôi nghĩ là phô sẽ không bao giờ đẩy được Summerian. Khó lắm, bo rồi. Bảo gì đâu. Biết như nào đây. Thế trận vẫn căng co, hiện tại thế trận vẫn đang cân thôi. Cơ hội vẫn chia đều cho cả hai game thủ, cả hai team. Và chúng ta cùng chờ đợi xem các game thủ thiếu thế nào. Vâng, đạp đôi phô đang muốn đẩy vào nhà mà không bao giờ đẩy được. Không bao giờ đẩy được bởi vì có hot thần thủ. Vâng, hot thần thủ rất là ghê gớm mà anh biết rồi. Vâng, hơi tiếc trận này là cầm Summer. Summer là với quân nó đào vàng rất là chậm. Không có đào vàng 2. Đào vàng chậm lắm. Vâng, đạp đôi tươi. Vào cái chỗ này thì tươi. Vâng, tươi lắm. Vâng, chỗ này một cái chỗ mà không đạp đôi không vào được. Vâng, mất rất nhiều đạp đôi. Mất rất nhiều đạp đôi của Văn Lớp. Vâng, tham bây giờ thì cân thôi. Cố lên nhưng mà đồng thế nhỉ. Vâng, cứ truy mạnh sóc châu dân ra. Chúng ta xem mày truy mạnh trăm hồi được tham bao nhiêu rồi. Đây là truy mạnh 800. Nhiều thế nhỉ. Đào vàng đi, đào vàng đi.
Còn gỗ nhiều lắm. Ờ à, lên, lên 12 giờ ăn vàng được đấy. 12 giờ nhà mùng 4 kìa. Con đạp bơi khó chịu thế nhở. Chị bò tham 130. Vẫn thiếu vàng tươi này. Bằng giá như bây giờ mà con Summer mà có đào vòng 2 thì tươi. Vòng bây giờ thì hot mùa A đang chuẩn bị đến. Vâng, phải đưa những con ca ra thôi. Vâng, không quá đông. Hot gọi chắc chắn không phải hot thần. Chắc chắn không phải hot thần nhưng mà đồng thế. Không phải kinh nghiệm nhưng mà vấn đề là bên họ đánh thế công trước, bên mình lên 4 xong mà không đẩy được, phí quá. Quan trọng bằng 2. Ô như vậy 3 hot thần luôn. Khiếp thế nhở. Thằng này khó rồi. Summer đào vàng tù quá, thì nhiều nhưng mà không có vàng để có thể lên được sóc nhiều những con hot. Và đạp đôi thì không lên được. Roman thiếu vàng lên đạp đôi. Điểm yếu Summer lên được 4 chính là những con dân đào vàng. Sướng quá. Vòng tham rất tươi, các bạn nhìn thấy tham chỉ chứ bò lên 4 rất là tươi. Khó lắm. Trận này không đẩy được, khả năng phải đi ăn vàng. Một là đẩy luôn, hai là đánh thủ bơm đồ sớm cho Roman lên 4. Sướng quá. Như vậy là tỷ số là 3-2 trong siêu thứ hai và kết thúc siêu thứ hai tỷ số 3-2 dành cho các thủ Mỹ Hà Nội. Tỷ số về C thì là 1-1.